Còn nhớ đã từng có lần là khi ra tay làm bà mối xe duyên cho Thánh Trác và Mạnh Lai. Thì giờ đây, vật đổi sao rời, cậu chủ Giang lại ngẫu nhiên được anh chàng chuẩn mực Bạc Trọng Dương hạ mình nhờ và làm mối cho mình với nàng Lạc Hy. Đáng thương cho Trọng Dương, chọn nhầm ngay người không nên chọn để nhờ vả chuyện tình cảm trăm năm của mình. Vậy nên bị chàng Giang Thanh Trác từ chối không luôn và không cần suy nghĩ. Còn thiếu gia họ Giang thì đang chuẩn bị hoàn tất cho âm mưu của mình nên đành phải nhắm mắt làm ngơ cho tình địch. Khơi chuyện nhiều không bằng nhào vô chương mới. Chương 23 của chúng ta xin được phép bắt đầu. Chương 23, khiêu khích. Kiều Lạc Hy hiếu kỳ. Anh biết à? Bạc Trọng Dương mỉm cười giải thích, để lộ ra một hàng răng trắng bóc đều tăm tắp. Tôi có một đứa em họ vừa hay lại học cùng trường với cô. Khi đó tôi đến thăm nó, điệu nhảy dân gian đó tình cảm vô cùng, tôi vẫn còn nhớ như in. Một câu nói của anh ta đã kéo mạch suy nghĩ của Kiều Lạc Hy về hồi ức của mấy năm trước. Cô không còn nhớ lúc đó mọi việc đã bắt đầu thế nào. Vài bạn học khơi mào bàn tán về văn hóa của các quốc gia, gì mà vũ điệu Tây Ban Nha, điệu nhảy Latin, điệu nhảy Clackit nhiều vô cùng kể. Năm đó cô còn hừng hực sức trẻ, không cho phép người khác có một chút gì khinh miệt tổ quốc của mình, liền vô cùng kiêu hãnh nhảy điệu múa dân gian, khiến mọi người không khỏi bất ngờ kinh ngạc. Sau đó cô bình tĩnh lại mới hối hận về sự liều lĩnh của mình, nhưng lòng tự hào dân tộc đó thì vẫn khắc cốt ghi tâm. Mỗi lần nhớ lại đều thấy nhiệt huyết sục sôi. Chỉ có điều cô không ngờ lại trùng hợp bị Bạc Trọng Dương nhìn thấy. Giang Thành Trác tò mò. Cô mà cũng có lúc kiêu căng vậy sao? Chuyện thích tranh giành hơn thua trước đây bị lôi ra, Kiều Lạc Hy hơi xấu hổ. Chuyện ngoài ý muốn thôi. Bạc Trọng Dương nhìn vào ánh mắt cô, chân thành nói. Có cơ hội vẫn mong có thể được thưởng thức một chút. Kiều Lạc Hy cười cờ xua xua tay. Nhiều năm không nhảy rồi, đã không còn nhảy được từ lâu rồi. Ba người vẫn còn đang nói chuyện thì Kiều Lạc Hy bị Kiều Dụ gọi đi. Đại sảnh vốn đang ồn ào bỗng yên tĩnh hẳn. Kiều Bách Viễn đứng ở trung tâm đại sảnh đọc diễn văn. Sau đó ba anh em nhà họ Kiều đẩy chiếc bánh gato ra, nhộn nhịp cắt bánh rồi bắt đầu tự do vui chơi. Giang Thành Trác và Bạc Trọng Dương cũng bước ra từ sau cây cột. Xem ra cậu có ý lần này về đây phát triển rồi. Đúng là mình có dự định này, vốn dĩ ở đây cũng có một phần sản nghiệp. Vậy có chỗ nào cần dùng mình thì cứ nói. Trước mắt đúng là có một việc cần nhờ cậu giúp. Chuyện gì vậy? Kiều Lạc Hy có bạn trai chưa? Hỏi thế là có ý gì? Mình cũng có hơi thích cô ấy. Giang Thành Trác nhướng mày, người đàn ông trước mặt này vẫn thẳng thắn như vậy, lạnh nhạt trả lời. Tạm thời có lẽ là chưa có. Nói vậy có nghĩa là mình vẫn còn cơ hội. Cậu đừng có hỏi mình, cô ấy đâu phải em gái mình. Cậu đi hỏi Kiều Dụ ấy. Mình qua bên kia chào hỏi mọi người một chút. Bạc Trọng Dương mỉm cười, cũng không hề để ý chuyện đó. Kiều Lạc Hy và những mỹ nữ con nhà danh giá quây thành một vòng tròn nói chuyện. Nói đến không còn hơi sức nữa, cô mới đảo mắt bốn xung quanh tìm bóng hình Giang Thành Trác. Tìm được rồi thì nhích từng bước đến bên anh, nhỏ giọng hỏi. Đi chưa? Vội gì chứ, kịch hai còn chưa bắt đầu cơ mà. Kiều Lạc Hy vừa đứng đối diện với một ông chú lớn tuổi ăn nói đĩnh đạc, mỉm cười gật đầu, vừa nhẹ nhàng trao đổi với Giang Thành Trác. Những gì cần tiến hành thì đã tiến hành xong cả rồi, còn việc gì nữa đâu, đi đi. Giang Thành Trác nhìn về phía cửa ra vào. Cô sốt ruột gì chứ, sắp sửa rồi. Kiều Lạc Hy nhìn theo tầm mắt anh, hướng ra phía cửa. Anh đang đợi ai đấy, hẹn người đẹp nào à? Cô đang mải cười tít mắt trêu chọc Giang Thành Trác thì nhìn thấy có một người đến, liền cười không nổi nữa. Cô nhìn chiếc váy dài quen thuộc trên người Bạch Tân Tân, đôi tay ra sức víu chặt lấy cánh tay Giang Thành Trác, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh cố ý phải không? Giang Thành Trác cố ý kiềm chế bộ dạng của mình, cười nói với mọi người xung quanh. Xin lỗi, thất lễ một chút. Đợi đến khi hai người quay người lại mới mang bộ mặt đau khổ, nhỏ giọng cầu xin. Bà cô ơi, cô nhẹ tay thôi, tay tôi sắp bị vẹo đứt thịt rồi. Kiều Lạc Hy cả người không thoải mái. Tôi đã đinh ninh là anh và tên 7 cộng 1 đó có gì kỳ quái, nhất định là định làm gì. Giang Thành Trác bày ra bộ mặt lông bông ngỗ ngược. Có định làm gì đâu, trước nay tôi luôn là người có thù phải báo. Giang Thành Trác kéo Kiều Lạc Hy đứng ra một chỗ không xa mà cũng không gần. Chú cháu nhà họ Bạch ăn uống thoải mái, cười nói thảnh thơi. Mặc dù đối với đàn ông mà nói, việc đụng hàng quần áo chẳng có gì đặc biệt, nhưng phụ nữ thì khác. Ánh mắt họ không ngừng qua lại giữa Kiều Lạc Hy và Bạch Tân Tân. Giang Thành Trác thì thầm vào tai Kiều Lạc Hy. Tuấn ngực, ngẩng đầu, tự tin lên. Đây đường đường là địa bàn của cô sợ cái gì? Cô chẳng phải là nữ ma đầu sao? Kiều Lạc Hy suy nghĩ trong lòng. Cũng phải, cô tự ti chuyện gì chứ?
trong phút chốc như có thêm sức mạnh, mỉm cười trừng mắt khiêu khích Bạch Tân Tân. Hai bộ quần áo nhìn thoáng qua thì giống y hệt nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, người tinh mắt đều có thể phân biệt được rõ của ai là hàng hiệu, của ai là hàng chợ. Tiếng thì thầm và tiếng cười nói bắt đầu rộ lên. Bạch Tân Tân không biết giấu mặt đi đâu, vội vàng đi mất. Kiều Lạc Hy liếc mắt nhìn Giang Thánh Trác, ra vẻ chê bai. Thú vị lắm à? Anh không thấy rất nhạt nhẽo sao? Giang Thánh Trác tràn đầy khí thế. Thú vị chứ, vô cùng thú vị. Loại phụ nữ như cô ta trộn nhất là sĩ diện. Đánh rắn là đánh dập đâu. Vậy xin hỏi cậu chủ Giang, rắn đánh cũng chết rồi, chúng ta có thể đi được chưa? Sao cậu cứ sồn sồn lên thế nhỉ? Kỳ khai còn ở phía sau cơ mà. Vẫn còn à, thôi mà. Giang Thánh Trác vô cùng hung dữ cảnh cáo cô. Tôi nói trước cho cô biết nhé, lát nữa cô dám làm hỏng việc của tôi sẽ cắn chết cô. Kiều Lạc Hy biết, anh ta cũng chỉ muốn chút giận hộ mình, thở dài. Thế thì anh cũng đừng cược, quá đáng quá ấy. Cô cứ chống mắt lên mà coi. Bạch Tân Tân nhanh chóng thay xong quần áo và quay lại, đã không còn vẻ vênh váo hống hách ban nãy, ngoan ngoãn đi bên cạnh Bạch Khởi Hùng. Bạch Khởi Hùng nâng ly rượu lên, cười nói với Kiều Dụ. Sao ra ngoài thì lại có việc gấp làm lỡ giờ, thật là ngại quá. Kiều Dụ một tay đút vào túi quần, một tay cầm ly rượu nhẹ nhàng cụ ly với ông ta, kéo giãn khoảng cách không một chút lộ liễu, thành âm lạnh nhạt. Tổng giám đốc Bạch khách khí quá rồi. Từ chú Bạch chuyển thành tổng giám đốc Bạch. Trong lòng Bạch Khởi Hùng lập tức hiểu ra, gần đây rất nhiều hạng mục của Bạch Thị gặp phải trắc trở. Lần này ông đến cũng là mong muốn có thể hóa giải mâu thuẫn này. Ông cũng biết rõ chuyện này ông phải mở lời trước. Tân Tân không hiểu chuyện, khoảng thời gian trước đã làm tổn thương Lạc Hy, mà anh vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay đặc biệt dẫn nó đến đây để tạ tội, mong Bộ trưởng Kiều đừng để ý. Kiều Dụ vẫn làm ra vẻ không nóng không lạnh. Bọn trẻ mà, tranh cãi đùa giỡn cũng là chuyện bình thường thôi, tôi không để ý đâu. Nhưng Thánh Trác không chịu, nó thì chú cũng biết đấy, nó mà không vui cũng phải kéo mọi người buồn rầu theo, hay là chú đến hỏi xem ý nó thế nào. Kiều Dụ và Giang Thánh Trác đá quả bóng qua lại. Trong lòng Bạch Khởi Hùng tức giận cũng không cách nào nguôi được. Bạch Khởi Hùng mỉm cười ngượng ngập, chuẩn bị dẫn Bạch Tân Tân đi tìm Giang Thánh Trác. Kiều Dụ ở phía sau gọi ông ta lại, lời nói có ý tứ sâu xa. Còn nữa, tổng giám đốc Bạch, nếu đã là chuyện của con trẻ thì cứ để cho bọn trẻ giải quyết, người lớn như chúng ta đừng can dự vào nữa, tham gia vào chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Lời của Kiều Dụ có lẽ Bạch Tân Tân nghe không hiểu, nhưng Bạch Khởi Hùng thì hiểu rõ. Chuyện này e là Kiều Dụ không giúp được chút gì. Tân Tân à, cháu mau qua xin lỗi Lạc Hy đi, anh nói cho tử tế. Bạch Tân Tân nhìn chú có chút khó xử, lại nhìn về phía Giang Thanh Trác và Kiều Lạc Hy đứng cách đó không xa lắm, miễn cưỡng vò đầu bứt tai bước đến, khuôn mặt lạnh lùng, cụp mí mắt xuống không nhìn ai cả, đến cả ngữ khí cũng lạnh như băng, cứng nhắc cầm lấy chiếc ly, miệng bật ra một câu không rõ ràng nhanh như chớp. Kiều Lạc Hy xin lỗi, lần trước là do tôi không đúng. Kiều Lạc Hy vốn cảm thấy cô ta nhỏ tuổi hơn mình không nên hẹp hòi như vậy. Nhưng vừa nhìn thấy thái độ của Bạch Tân Tân thì cô tức giận thực sự. Giang Thánh Trác buông lời lạnh nhạt. Xin lỗi cơ mà, phải thể hiện chút thành ý có phải không? Tay cô bê cốc nước hoa quả là có ý gì? Bạch Tân Tân cũng đáp lại với giọng điệu mỉa mai. Tổng giám đốc Giang, đây là chuyện giữa tôi và Kiều Lạc Hy. Chị ấy họ Kiều, anh họ Giang, đâu có liên quan gì đến anh. Giang Thánh Trác không hề tức giận, ngược lại còn cười rất tươi. Tôi là người thích làm việc bao đồng đấy, nhất là việc của cô ấy, không được sao? Bạch Tân Tân cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh, rốt cuộc trong lòng vẫn e sợ người đàn ông này. Vậy anh muốn thế nào? Giang Thánh Trác biểu cảm có vẻ rất hào hứng. Tôi muốn thế nào? Cái này dễ thôi, cô không hiểu phép tắc thì để tôi dạy cô. Anh vừa gọi một tiếng, lập tức có người mang rượu đến. Xung quanh đều là những người thường ngày chơi với Giang Thánh Trác, vừa nhìn thấy có người gây chuyện liền bu lại cùng trêu đùa. Anh cầm mấy cốc bia và rượu bận rộn một hồi, rồi nhìn Bạch Tân Tân. Ly đầu tiên, một ly rượu whisky nhỏ pha cùng với cốc bia lớn, gọi là bom nguyên tử. Vừa nói, anh vừa đổ cốc rượu vào cốc bia, tõ một cái, bọt trào lên nhanh chóng. Còn ly thứ hai là đổ cốc bia nhỏ vào cốc rượu whisky lớn, gọi là bom neutron. Sau đó, Giang Thánh Trác đổ 3/4 bia vào trong một cốc bia đã để lạnh. Tiếp theo đổ rượu cây thùa vào trong cốc rượu trước. Sau đó đổ rượu ấy vào trong cốc bia, lấy thìa ngoáy ngoáy mấy cái, nhướng mắt nhìn thái độ của Bạch Tân Tân. Đây gọi là tàu ngập. Còn một tiết mục cuối cùng nữa. Anh vẫy tay ra hiệu,
lại có người bưng lên một cái đĩa lớn. Bên trên có mấy chục cốc rượu nhỏ, bên trong đều là những loại rượu mạnh màu sắc sặc sỡ. Món này thì lợi hại lắm, gọi là tàu sân bay. Cô uống hết chỗ này thì chuyện trước đây tôi không chấp nhận nữa. Thế nào? Bạch Tần Tần rõ ràng đã bị dọa chết khiếp, không dám ho he tiếng nào. Xung quanh có người huýt sáo. Đẹp trai lắm. Kiều Lạc Hy cũng bị trận chiến này làm cho đứng hình, khều khều anh, nhỏ giọng nói. Thế là được rồi đấy. Sao mà được? Giang Thánh Trác lườm cô một cái. Có người bắt đầu nói lớn. Giang Thánh Trác bắt nạt phụ nữ nhá. Đúng vậy, tôi trước nay luôn vô liêm sỉ. Gì mà lấy nhiều địch ít, ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt phụ nữ. Thế nào, có ý kiến gì sao? Đám người lại cười rộ lên. Họ cũng biết Giang Thánh Trác bày ra cái trò này chắc chắn là vì đã quá tức giận rồi. Mặc dù họ không biết Bạch Tân Tân đã đắc tội gì với anh ta, nhưng mọi việc cũng chẳng liên quan đến họ, cứ coi như xem trò vui thôi. Bạch Tân Tân vẫn không lên tiếng, đột nhiên cầm ly rượu lên bắt đầu uống. Uống được một nửa thì ôm miệng chạy ra ngoài. Dự đoán lần nôn ra này còn có thể ra hết cả lục phủ ngũ tạng. Vì Giang Thánh Trác đã sớm nhắc nhở cô, nên Kiều Lạc Hy không ngăn anh lại. Cô cũng biết rõ, trong lòng Bạch Tân Tân nhất định là hận mình tận xương tủy. Giờ cô có làm gì thì trong mắt cô ta cũng chỉ là giả tạo, giả nhân giả nghĩa. Thế nên cô quyết định dứt khoát làm ngơ. Cô vốn cũng đâu phải là thánh nữ gì. Giang Thánh Trác đứng ở giữa đoạn đường nhất định phải đi qua để đến nhà vệ sinh. Nhìn sắc mặt Bạch Tân Tân nhợt nhạt bước ra ngoài, hai tay đút vào túi quần, lướt qua một cách nhàn nhã. Đã hỏi ông nội và ba cô chưa? Đã biết cô ấy có phải là người cô có thể chọc vào không chưa? Sau này thông minh lên một chút, sáng mắt ra một chút, nhìn cho kỹ ai có thể động vào, ai không thể. Cô mà còn dám giở trò, tôi có thể hành hạ cô đến chết đấy. Giang Thánh Trác xoay người nói vào tai Bạch Tân Tân những lời hăm dọa. Anh rất ít khi để lộ bộ mặt lạnh lùng tàn nhẫn này. Trong lòng Bạch Tân Tân dần dần xuất hiện sự sợ hãi, một hồi lâu mới gật đầu. Giang Thánh Trác rất hài lòng, đứng thẳng người dậy, quay người bỏ đi. Anh trở về đại sảnh, Kiều Lạc Hy tiến đến gần lấy lòng. Này, anh giận đấy à? Giang Thánh Trác nhìn cô một cái, thở dài bất lực. Nhìn ánh mắt của anh đã trở lại bình thường, Kiều Lạc Hy chau mày. Bạch Tân Tân bây giờ chắc là hận tôi đến chết rồi ý. Anh đã giúp tôi có thêm một kẻ địch rồi đấy. Loại người này cô không phản đòn cô ta, cô ta sẽ coi cô là trái hồng nát. Phải cho cô ta nếm thử mùi chút mùi vị mới được. Sang bướm bướm đây, sau này tôi sẽ không dám động vào anh nữa đâu. Tại sao? Lắm trò lắm ý. Hơn nữa trò nào trò đấy đều rất là độc địa. Tôi sợ không chết toàn thây mất. Con bé này. Hai người đang đánh nhau ồn ào thì có người gọi. Thánh Trác. Nguyên tắc đi với bột mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy được Giang Thánh Trác áp dụng rất triệt để, nên mới có màn trả thù cực kỳ thâm độc, cực kỳ thú vị, mang đậm bản chất của thiếu gia, được mệnh danh là Giang Bướm Bướm. Đã đánh là phải đánh đến tận cùng, vậy nên không chỉ một lần mà đã cho xong mọi chuyện thì không còn là Giang thiếu gia. Sau khi phải lãnh đủ những vũ khí đặc biệt, Bạch Tân Tân đã được nhận đủ khiếp sợ cho những hành động xấu xa đê tiện của mình. Còn phía Lạc Hy, người bị hãm hại thì từ đầu chí cuối vẫn cứ lơ lơ như không phải việc của mình, chỉ chuyên ngành bắt nạt được chàng, còn với kẻ xấu bên ngoài thì luôn lo sợ sẽ thêm tình địch hãm hại mình. Lạc Hy thật là vừa ngốc nghếch vừa đáng thương, khiến cho chàng nào đó không bảo vệ che chở không được, phải không nào? Hẹn gặp lại các bạn yêu quý ở chương tiếp theo nhé.变成我许多年来纪念爱情的标本，消失的那个人，回不去的青春，忘不了爱过的人才会对过往认真。只愿得一人心，白首不分离，这简单的话语需要巨大的勇气，没想过失去你却是在骗自己，最后你深深藏在我的歌声里，只愿得一人心，白首不分离，这清晰的话语嘲笑孤单的自己，盼望能见到你却一直骗自己，遗憾你听不到我唱的这首歌，多想唱给你。
情能让未来只为一个人，关了灯依旧在书桌角落的那个人，变成我许多年来纪念爱情的标本，消失的那个人，回不去的青春，忘不了爱过的人才会对过往认真。只愿得一人心，白首不分离，这简单的话语需要巨大的勇气，没想过失去你却是在骗自己，最后你深深藏在我的歌声里。只愿得一人心，白首不分离，这清晰的话语嘲笑孤单的自己，盼望能见到你却一直骗自己，遗憾你听不到我唱的这首歌。只愿得一人心，白首不分离，这简单的话语需要巨大的勇气，没想过失去你却是在骗自己，最后你深深藏在我的歌声里。只愿得一人心，白首不分离，这清晰的话语嘲笑孤单的自己，我很想你却一直骗自己，遗憾你听不到我唱的这首歌，多想唱给你。